Đức Long An kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Đức Long An gửi đến cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe. Hôm nay thì mình đặt bẫy trắng mối, mình quay trở lại vườn mít trên đó đó cô chú anh chị. Thì qua đây mình có thấy một cái cây thù lù này, để mình quay cho cô chú anh chị xem nha. Đang trên đường mình lên trên cái đám mít đó thì mình thấy phát hiện cây thù lù ngay gò má đất, quá trời trái luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nghe nói đào huynh Nhật Bản gì đâu là mấy cả trăm ngàn một gram gì đó, nói chung là mình không có rõ nữa, quá trời trái luôn. Cây này là cây thù lù nha, mình ở đây cây thù lù, không biết chỗ khác thì kêu bằng cây gì nữa. Đây nè, cái trái nó ăn thì nghe nói có chất dinh dưỡng, chất bổ tốt cho sức khỏe gì đó. Với lại cái rễ nó thì đây nè, như cái rễ này đào ra bị dâm họng ho gì đó, là đào ra lấy cái rễ cái mình ngậm với muối gì đó là hết. Đây nè, mình lọt vào trái nè, đã chưa? Giờ mời cô chú anh chị mình cùng ăn nha, quá trời luôn. Mình hái trái thôi chứ không hái nhiều nha, hái trái hồi về cho Út Như có ăn thì ăn. Chưa tới điểm đi đặt bẫy gắn mối nữa mà thấy có thu hoạch rồi, quá trời nó rụng vàng đất luôn. Cô chú anh chị nào có ăn không em gửi cho. Này nhớ lại tuổi thơ hồi mấy năm trước á, hồi còn nhỏ nhỏ, 3-4 đứa nít như mình với mấy đứa em á, rủ nhau đi hái trái trùm bao á, là trái nhãn lồng á, ở chỗ mình thì kêu nhãn lồng, ở chỗ kia trùm bao, với mấy trái thù lù này nè ăn, với đi mót dưa leo. Nó rụng quá trời luôn cô chú anh chị. Mình hái trái thôi, quá trời còn trái chín nè. Giờ mình chủ yếu mình vô mình nè, đi đặt bẫy rắn mối thôi cô chú ơi. Đây, quá trời một cây lớn luôn. Ở đây có hang chuột nhóc luôn nha, nhưng mà ông anh cũng mới đặt hôm qua rồi. Nè, hai mơ nè. Đây, hang chuột dữ lắm. Đây nè, cô chú, thấy không? 3-4 trái một lượt luôn, chùm luôn, chín đều hết. Thu hoạch trái thù lù. Cái này nó ngâm rượu uống trị nhất mình thôi. Giờ mình vô trong kia mình bẫy rắn mối thôi. Quần lâu quá, hồi giờ nắng lên luôn rồi, 9 giờ mấy rồi nè. Đây thì mình đã tới rồi. Cặp cái bờ này thì rắn mối đỏ, mới nói là chạy kìa, chạy dữ lắm nha, nhưng mà nó nằm trong rào không à. Rồi mình đặt không được đó. Đó, kìa cái nhà thấy không, trong rào rồi. Nhất trời cô chú anh chị thấy rồi. Đó, hai con luôn, quá trời luôn. Ồ, con kia nó bự kìa, con kia cồ kỳ luôn, nó đó, con kia cồ kỳ luôn cả nhà ơi. Đó. Thôi kệ nó đi, giờ mình vô chủ yếu vô trong rừng mít. Mấy con dế của mình, những con dế cuối cùng nè. Gái quá trời gái luôn không. Rừng mít huyền thoại của ông anh. Giờ thì mình kiếm chỗ đặt thôi, lát nắng lên thì nó rút vô đây chứ đâu, rồi mấy dế này nó rít. Mấy con dế chiến đó. Mình kiếm chỗ nào đặt im lại cái rồi mình gắn chân quay nha, để cho nó quay cận cảnh nó vô luôn. Đây mít này được cái mít nhất nè. Mít dạt đây nè, nó mới chạy kìa cô chú. Đó, thấy không? Giờ mình đặt lại dính liền á. Câu thì nhanh hơn nhưng mà mình chủ yếu đặt bẫy vị trí gì đó. Cái bẫy rắn của ai đặt ngộ trời. Rồi, giờ để mình kiếm chỗ mình đặt bẫy chứ rắn mối thôi. Rồi, giờ mình sẽ dựng chân quay, ở dưới đó mình đặt ngay đó luôn, không có đi xa nữa. Đặt chắc nó chạy liền chứ. Vòng vòng đây mình thấy nó cũng địa hình cũng ngon lắm nè. Cái bờ này là ok luôn á. Đặt ngay chỗ cái bóng nắng nè. Ngay bóng nắng thì sẽ chạy, cơ hội chạy mạnh hơn nha. Đó. Cho thêm trái mít nữa đó. Thank you.
Nãy giờ đi đặt dài đặng. Mới quay lại thấy dính đằng đằng đó một cái, dính hai cái, dính ba cái này liên tục luôn. Không biết cái này hồi vô hồi nào luôn cô chú anh chị ơi. Thì cái này vô chắc hồi mình mới đi xíu. Trời, chơi để bể phân hay mít, mua mít à, mua mít. Con này cũng bự nha. Giờ mình đi quay hai cái này cho cô chú anh chị xem rồi mình đi về nha. Khoảng cỡ mình về xịt thuốc cái khoảng cỡ tiếng đồng hồ mình quay lại mình dở về luôn, tại vì hết vế rồi. Đây nè. Con này thì bự hơn con đó, nó mới vô luôn. Nó mới ngậm mấy con vế chưa xong nữa nè. Nè, con này đang lột, đang sắp lột nó xả vỏ xong nè. Đó. Đây con, rồi đẳng con nữa. Ngon lắm. Còn vế này chút nữa có rắn mối lại nữa là nó vô nữa đó nha. Xâm nhập vườn mít. Đây con nữa nè. Con này bự luôn. Rồi, giờ mình đi về thôi cô chú anh chị. Đằng đó cái này mà chưa vô. Mình mới đặt xong tới đầu đẳng mình quay lại là dính rồi đó, chưa đặt xong nó dính luôn á. Kìa kìa. Để mình lại mình quay con gắn mỏi nhỏ nó leo lên trên bẫy. Cái bẫy này có con rắn mối nhỏ nè cô chú anh chị. Nó đang lại ngay chỗ miệng hôm đó đó, nhúc nhích cô chú anh chị thấy chưa? Ở trong cái vườn mít bên kia thì rất là nhiều rắn mối luôn, nhưng mà mình không có vô vườn được tại kéo rào B40 hết trơn. Mình chỉ đặt cặp mé ngoài này thôi, con nào ra thì nó dính thôi. Còn con rắn mối này nó khôn quá. Nó đứng ở ngay chỗ cái miệng hôm của cái bẫy. Đứng đó khoảng cỡ mấy phút rồi mà nãy giờ mình nghe điện thoại đó đó nó chạy bên kia. Nãy giờ mình nghe điện thoại khoảng cỡ 2-3 phút mà nó cũng đứng đó, nó không chịu chạy vô. Đó, nó chạy vòng ở đây nè, cô chú anh chị thấy chưa? Tuy nó nhỏ nhưng mà nó khôn quá. Đó, nó nôn mồi đó. Con này nhỏ. Con này vô rồi chút nữa vô thêm con nữa là ngon luôn. Lại tới hôm không chịu vô. Đó. Mình đang ngồi cách xa nó cũng khoảng có 3-4 mét gì, với lại mình ngồi cặp gốc mít. Thấy mình nghe tiếng nói chuyện. Rồi, giờ mình tạm ngưng cho nó vô đi cả nhà cô chú anh chị mình. Giờ mình đi dài tới những cái tiếp theo nha. Con này thì nó vô chắc hơi lâu á. Mình bày để cho nó tự vô thôi. Mình đi tới những cái tiếp theo quay cho cô chú anh chị mình cái hai cái gì đằng đó nữa cái mình đi về nha. Coi nó có kết quả thế nào rồi mình đi về. Về trưa lên mình sẽ rút bẫy luôn. Tới đây mình quay cho cô chú anh chị mình cái hai cái nữa nha. Mít này là mít dạt, công anh không chặt bỏ nè. Mít này mình nuôi cá cho cá ăn cũng được, với lại một phần là mình xào ăn cũng được nè. Ở đây có con nữa, nó lợi ngay kế bên cái bẫy này nè. Theo đây được con này cô chú anh chị, con kia nó khôn quá nó không chịu vô, chút nữa mình bỏ im nó cũng vô. Giờ mình để tới thăm cái nữa mình đi về thôi, chút nữa ra thăm. Nãy giờ đi vòng thấy dính cũng bọn rồi, cái này chưa dính, cái này chưa có rắn mối nào lại hết. Ở phía đằng còn cái nên đem quay lại đằng. Rồi mình đi về trưa cái mình rồi khỏi đi lại đẳng luôn đi, cái đẳng trách quốc nghe nữa đó. Giờ mình đi vòng ngược cái ga về thôi cô chú ơi.
Rồi bây giờ thì cũng gần 12 giờ rồi. Sẽ đi gom những cái bẫy rắn mốt mình về. Này, túi. Gió giờ đang chuyển mưa, gió bay bay luôn. Có mưa lâm râm luôn á. Chiều nay mình sẽ đặt đặt chuột trong cái cánh này nè cô chú anh chị. Cái cánh mới đốt rơm nè. Mình thấy cũng có một hai cái đường mòn ở cặp mé bờ nè. Chiều nay đặt kiếm mới chuột cái gì đặt bẫy rắn. Một chuột lớn thì mình lập thành. Giờ thì mình vô vườn mít đó ra mình nè. Không rút mấy cái bẫy rắn mối cặp bờ dưới này, hồi mình đi ngược trở ra mình coi có hàng chuột không. Cái chiều mình kiếm con chuột cũng nhâm này, quay cho cô chú anh chị cùng xem nha. Vô tới vườn mít rồi đây, thì ba cái đầu tiên là lúc sáng nó đã chạy rồi đó, cái thứ tư thì chưa chạy, cái thứ năm chưa chạy, thứ năm thì có con rắn mối nó lại, cái thứ sáu thì chỉ được con thôi. Đây nè, ba cái đầu tiên lúc sáng nó chạy nè. Cái này lúc sáng mình để cái điện thoại mình quay nè cô chú. Hết dế ở trong là nó sẽ không chạy nữa. Quá trời gió luôn. Trời ơi. Cái đầu tiên. Lúc sáng này là ba cái đầu tiên nó chạy đó. Giờ chỉ việc gom ba cái đầu tiên về thôi. Khu này ít rắn mối, có rắn mối nhiều nó chạy thêm con nữa. Con thứ hai, con thứ ba. Ba con đầu tiên này ba con bự không nè. Mình đặt về chưa biết để làm gì nữa. Đây. Con này lúc sáng mình quay nó chưa chịu vô nè, giờ nó vô nắng nó chết thì. Nắng chết queo rồi. Mình bỏ lúc trưa, nắng quá nắng nó chết. Sẽ chết về cho rắn hổ hành nó ăn. Cái này lúc trưa có con rắn mối nó bự lắm nó lại nè. Rồi, không dính. Dế còn luôn. Con rắn đó sáng nó không chịu vô luôn. Khôn ghê lắm. Tiếp theo còn con dế chắc mới vô, còn con dế còn sống nữa nè. Cái này là có, nếu mà có rắn mối nữa là nó vô nữa. Rồi lượm luôn con, hai con vậy, một con. Còn con dế luôn nè, thấy không? Còn con dế vẫn còn sống. Rắn mối đây bự bự cũng ngon. Đây cái tiếp theo chạy luôn kìa. Cái con không vậy cà. Hai con một mai ngon ngon. Đây. Bữa trước đặt cái bờ kia lúc sáng sớm được hai con luôn. Hai ba cái được hai con luôn, còn mấy cái này hơi tệ một xíu. Được một con nữa vậy, một con chà bá ú luôn. Rồi con này là bự nhất, con này là nó mối chúa luôn. Đây cô chú, đó hết lóc bự. Rồi, lại đây là cái cuối cùng. Ở đâu ta? À, trên này, trên mé này. Nắng quá này. Hên là còn sống. Nó nắng quá ngủm luôn chứ. Cũng chạy khá nhiều nha.
Đó, giờ thì mình đi về thôi. Về đổ ra cho cô chú anh chị mình cùng xem nha, để coi có mẹ mình có làm món gì không. Nãy giờ chứ không chưa biết làm món gì nữa. Bên này đóng mối cũng mập mập bự bự không. Cái nhà này nãy giờ quên đổ ra cô chú anh chị, còn mấy con dế nè, còn được một cái đó không chạy, cái này chạy con nhỏ. Thì con nào mà chạy nhỏ nhỏ thì mình thả vô bồn rắn cho rắn ăn hoặc là nuôi lại nha. Còn lớn thì mình làm thịt nó nướng. Bữa nay mình sẽ nướng chung với hai con chuột bữa trước nha. Con rắn mối này to ghê, ghê hồn luôn. Bốn tên. Tên này chết. Tên này không chạy. Năm tên. Cái cuối cùng. Rồi, như vậy là mình được 3, 5, 7 cái, 7 con. Mấy con như cái này nữa, còn nó 8 con chạy. 8 hay 9 gì vậy? Rồi, để đây mà giờ mình đổ ra show nha. Rồi, đây là thành quả của một buổi mình đi bẫy nè cô chú anh chị. Cũng được mấy con lớn ha. Giờ mình sẽ làm thịt mấy con lớn. Lát nữa mẹ mình làm thịt nha. Rồi mình nướng than luôn. Thì để coi. Này còn 4 con, 5 con lớn. 5 con lớn với lại 3 con nhỏ với 1 con chết. 1 2 3. 5 con lớn, 3 con nhỏ là 8 con, 1 con lớn là 9 con. Đấy. Giờ mình sẽ nướng 5 con lớn đó nha. Mẹ mình lát nữa làm thịt. Rồi bỏ lên lửa than nướng, nướng cho nó cháy già luôn. Giờ mình tạm ngừng video đây nha. Trong thời gian mẹ mình mần mấy con rắn mối nè, mình sẽ đốt lửa than nha cô chú anh chị. Mẹ mình mần nước lạnh luôn, cái cạo giải ngược lên á cho nó tróc coi như là giải cá vậy đó. Đó, mẹ mình đang mần ha. Rồi cái mẹ mình mổ bụng ra xong rồi lên nướng than hồng liền. Giờ mình ra đốt coi lửa than thôi. Vì nãy giờ mọi cái đống than nó chưa chịu cháy nữa, giờ mình phải dựng chân quay lên cái mình quạt cho nó cháy lên, than lên, hồi nó cháy nó chín than hết thì mình sẽ nướng nha. Thì hôm nay mình nướng mấy con rắn mối đó, 5 con rắn mối với lại hai con chuột này, buổi sáng mình đi bẫy được nè. Đó, hai con chuột này nó khô rồi, có giờ nó hơi ráo ráo rồi, ngon lắm á. Bữa nay còn hơi ít than nên là nó không có cháy lửa mạnh. Lát nữa mình hạ hai cục này xuống xong rồi mình nướng trên lửa than ha. Rồi lát nữa thì mình giờ mình chờ lát nữa chín nướng thì mình sẽ quay cho cô chú anh chị mình cùng xem cái quá trình nó chín như thế nào nha. Than giờ nó cũng chín rồi á. Giờ thì mình sẽ nướng cái con chuột khô trước nha. Mẹ mình còn đang mặn ở bên kia chưa xong. Nướng hai con chuột khô này trước đi, cái khi nào chín cái mình nướng mấy con rắn mối sau. Cũng hấp dẫn quá chứ. 5-3 phút cái là trở cái nó vàng tươi liền. Là
Nãy giờ mình có lấy thêm mớ thịt nó trong tủ lạnh nha, nướng lại tại bữa nướng ăn rồi nhưng mà nó còn dư cho nên mình bỏ tủ lạnh nha, giờ mình đem ra nướng lại nha. Thì nó cũng đã chín rồi, thịt này cũng chín rồi nhưng mà mình nướng cho nó khô khô xíu đi dễ ăn. Quan trọng là hai con chuột đây, mình trở lại nha. Giờ nó cũng sôi bọt, nó thơm dữ lắm, nó thơm đây cách xa chắc cả mấy trăm mét cũng còn nghe luôn á, mấy chục mét. Đấy, cô chú anh chị thấy chưa, nó vàng tươi luôn nè. Con này mở nó sôi nè, không biết quay cam này có thấy không nè, nó sôi ngay chỗ cái đây nè, nó sôi bọt bọt lên nè. Thì giờ mình lấy ra nè, gắn mối thì mẹ mình chưa làm xong, xíu nữa mẹ mình đã làm xong. Cái đây mà là gần đây là nghe mùi thơm nức mũi luôn. Mẹ mình mần xong mấy con rắn mối này, mình mới bỏ lên trên dĩ nướng nè. Mấy con chuột này cũng đã chín rồi. Thì mình vừa nướng nè, vừa có thời gian rảnh này, cái mình xem bình luận của anh em trên cái video mới vừa gọi đăng á. Thì thấy có anh em, có anh tên là Đức Đào, tự nhiên anh chửi mình là ăn cắp ăn trộm gì rồi nay đi bẫy chuột gì rồi bình luận một thêm một cái nữa là nấu cho chó ăn. Mình không biết hồi đó giờ mình chưa có ăn cắp ăn trộm ai, chưa phá gì tán của ai một cái gì bao giờ luôn, không biết anh đó có lầm mình với ai không nữa mà cho mình một cái dislike và một cái bình luận như vậy, mình cũng không hiểu luôn. Nếu mà anh đó có xem clip này thì nếu mà có mình có làm gì sai thì cho mình xin lỗi nha. Thì mình ở Tân Chính A, Tân Thạnh, Long An, mình chưa bao giờ phá cái gì của ai hết trơn á. Nó cũng teo teo nè cô chú anh chị ơi. Làm video này thì mình làm chủ yếu là cho vui, cũng có một cái mớ đồ ăn này để cho gia đình sẵn rồi quay video cùng trải nghiệm cho cô chú anh chị và các bạn gần xa cùng xem. Có những người xa quê người ta thích xem những cái cảnh miền quê này lắm. Mình cũng chú ý cũng chia sẻ vậy thôi chứ tiền bạc YouTube thì mình không có nhiều đâu cô chú anh chị. Có nhưng mà nó ít. Của mình thì cái kênh của mình á khoảng cỡ 3 tháng hoặc 4 tháng thì mình được 2 triệu mấy. Thì sẵn đây chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng biết vậy thôi chứ mùa dịch mà kiếm mớ này làm cho vui vậy thôi cô chú anh chị. Bây giờ thì cũng đã chín rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Thì giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đây, mình mời cô chú anh chị và các bạn ăn cái đùi con chuột nha. Ăn cái đùi con chuột mập. Xin mời cô chú anh chị nha. Thì bữa nay mình sẽ không có quay bữa cơm gia đình mình nữa, tại vì mình có một số chuyện mà đọc mấy comment của mình của các bạn thấy cũng có một số comment thấy không được vui nên là mình kết thúc clip đây nha cô chú anh chị. Thì mời cô chú anh chị và các bạn ăn chuột và gắn mối nha. Đây, mời cô chú anh chị ai ăn được thì cùng với mình nha. Mời cả nhà.